Quý vị trở lại với Good Morning Washington DC để tiếp tục thanh trang xin kính mời quý vị theo dõi tin tổng kết tài chính tuần qua do tiến sĩ Tạ Cự Hải thực hiện. Kính chào quý khán giả của SBTN, chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua.

With Today cộng 1.57% và year to cộng 4.21%. Giá vàng là 1.338 đô la 30 cent một ounce căn cứ vào thứ Sáu 12 tháng Giêng 2018. Giá dầu thô 64 đô la 40 cent một barrel cũng căn cứ vào thứ Sáu 12 tháng Giêng 2018. Giá xăng 2 đô la 521 một galon căn cứ dự kiện từ công ty 3 chữ 3 thứ sáu. 12 tháng Giêng 2018. Một đô la của Hoa Kỳ tương đương 0.8193 của đồng euro Liên Hiệp Âu Châu căn cứ vào thứ Sáu 12 tháng Giêng 2018. Tương đương với 0.7283 của đồng Anh Kim Anh Quốc. Tương đương với 6.45 đồng doanh nhân dân tệ Trung Quốc. Tương đương với 111.03 của đồng Yen của Nhật Bản và tương đương với 56.59 đồng rubble của Nga. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie thứ năm ngày 11 tháng Giêng 2018, 30 năm cố định là 3.99% và 15 năm cố định là 3.44%. Tình trạng thất nghiệp Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 6 tháng Giêng 2018, có 261.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu tăng 11.000 so với tuần lễ trước đó. Đánh dấu 149 tuần lễ liên tiếp số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 30 tháng 12 2017, Mỹ có 1.867.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 35.000 so với tuần lễ trước đó. Đây là mức thấp nhất trong 45 năm kể từ ngày 29 tháng 12 1973. Kinh tế Mỹ trong tháng 12-2017 đã cung cấp 148.000 việc làm mới. Tỷ số thất nghiệp của tháng 12 vẫn ở mức 4.1%, thấp nhất trong 17 năm. Bình luận về kinh tế Mỹ Tuần qua, thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có cả 3 chỉ số đi lên và phá kỷ lục mới với Dow Jones đã đạt mức 25.803.19 hay cộng 2.01%. Nasdaq đã đạt mức 7.261.06 hay cộng 1.74% và SP500 đã đạt mức 2.786.24 hay cộng 1.57%. Đây là tuần lễ thứ nhì của năm mới 2018 của thị trường chứng khoán với thành tích tốt nhất phản ảnh kinh tế Mỹ đã đi đúng đường và phát triển mạnh mẽ trong năm thứ nhì của nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Cùng ngày thứ Sáu 12 tháng Giêng, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm trừ 0.24%, Hong Kong Hang Seng tăng cộng 0.94%, Shanghai Composite tăng cộng 0.10%, London FTSE 100 tăng cộng 0.20%, và chỉ số DAX của Đức tăng cộng 0.32%. Đồng đô la tuần qua xuống giá so với đồng euro của nghiệp Âu Châu đồng anh kim của Anh quốc so với đồng yuan nhân dân tệ của Trung Quốc, so với đồng rubble của Nga và so với đồng yên của Nhật Bản. Sự kiện đồng đô la xuống giá sẽ tạo mắc mỏ hơn cho người Mỹ đi du lịch sang các nước Âu Châu. Ngược lại, khách du lịch từ các nước khác sẽ đến Mỹ nhiều hơn vì đồng đô la xuống giá. Đặc biệt, ngành chế tạo và xuất cảng của hàng hóa Mỹ ra ngoại quốc sẽ được thuận lợi hơn. Giá dầu thô lên mức 64 đô la 40 cent một euro. Giá xăng đi lên so với tuần trước và đang ở mức 2 đô la 521 một ga lông. Giá vàng lên mức 1.338 đô la 30 cent một ao hôm thứ Sáu, 12 tháng Giêng. Thị trường địa ốc trên toàn quốc đã phát triển mạnh trong năm 2017, với giá nhà tăng trung bình là 6%. Kinh tế Mỹ nói chung vẫn tiếp tục phát triển tốt đẹp. Jeff Bezos, CEO của công ty bán lẻ online Amazon bây giờ là người giàu nhất trong lịch sử thế giới với tài sản tổng cộng là 105.1 tỷ đô la. Chứng khoán của Amazon đã lên giá gần 7% trong hai tuần vừa qua và đã lên giá 56% trong năm 2017. Ông Jeff Bezos và vợ là bà Mackenzie đã tặng 33 triệu đô la cho quỹ học bổng The Dream US là quỹ học bổng quốc gia cho những di dân trẻ em bất hợp pháp đã được đem vào Mỹ và được bảo vệ để khỏi bị trục xuất theo chương trình DACA. Số tiền này sẽ được giúp cho 1.000 trẻ em thuộc chương trình DACA mỗi em 33.000 đô la để theo học 4 năm đại học. Công ty Boeing đã chiếm kỷ lục, đã bán và giao 763 phi cơ phản lực cho trên toàn thế giới trong năm 2017. Năm 2015, Boeing đã giao 762 phi cơ. Từ 2015 đến 2017, Boeing đã đem về lợi nhuận là 34 tỷ rưỡi đô la. Hãng xe Toyota và Mazda dự trù xây chung một nhà máy với ngân sách 1.6 tỷ đô la tại Alabama và cung cấp 4.000 việc làm. Công ty Sam Club đã công bố hôm thứ Năm 11 tháng Giêng sẽ đóng cửa hơn 50 địa điểm. Cũng hôm thứ Năm 11 tháng Giêng, công ty Carrier cho biết sẽ sa thải 215 nhân công tại nhà máy ở Indianapolis, tiểu bang Indiana. Thứ Sáu 12 tháng Giêng, Wells Fargo thông báo sẽ đóng cửa thêm 800 chi nhánh từ nay cho đến hết 2020. Bộ Ngân khố và Sở Thuế vụ Mỹ hôm thứ Năm cho biết khoảng 90% dân Mỹ sẽ thấy tiền lương của mình gia tăng do kết quả của luật cải cách thuế vụ vừa ban hành hôm cuối tháng 12 năm 2017 vừa qua. Tới ngày thứ Năm 11 tháng Giêng 2018, có 8 công ty sau đây đã cho nhân viên tăng lương và lãnh tiền thưởng 1.000 đô la mỗi người theo lời hứa sau ngày luật cải cách thuế vụ ra đời đó là American Airlines, AT&T, Bank of America, Comcast, Fifth Third Bank Court, Southwest Airlines, Walmart và Wells Fargo. Ông Jamie Dimon, CEO của công ty JP Morgan Chase hôm thứ Sáu 12 tháng Giêng, đã ca ngợi luật cải cách thuế vụ như sau. Đây là một thành quả tích cực và đáng kể của đất nước. Các công ty của Mỹ sẽ cạnh tranh với toàn cầu. Tối hậu là lợi ích sẽ về với dân Mỹ. Sự tích tụ của vốn tư bản tại Mỹ sẽ giúp phát triển kinh tế. Tối hậu là thị trường việc làm và lợi tức. Kinh tế thế giới triển vọng về kinh tế của 2018 và tương lai. Phần lớn các kinh tế gia tiên đoán kinh tế Mỹ 2018 sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. GDP gross domestic product sẽ lên từ 2.5% của năm 2018 và có thể lên tới hơn 3% hoặc cao hơn. Tỷ số thất nghiệp từ 3.9% tới 4% từ năm 2018 tới 2019. 4% khoảng năm 2020. Lạm phát 1.9% cho năm 2018, 2% cho 2019, ngành chế tạo 2.8% cho 2018. Lãi suất của quỹ dự trữ liên bang Federal Reserve 1.5% tới 2.9% cho năm 2018 cho tới năm 2020. Giá dầu thô 57 đô la một barrel cho 2018. Thị trường việc làm 20.5 triệu cho năm 2010 và 2020 về ngành healthcare, personal care và Social Assistance. Kinh tế thế giới đang tốt đẹp ở thời điểm này và có thể sẽ chậm chạp hơn sau 4-5 năm. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn thái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị hệ thống Teletron hân hạnh bảo trợ trại họp bạn thế giới hướng đạo Việt Nam thẳng tiến 11 tại Virginia Hoa Kỳ năm 2018. Kính thưa quý vị, chương trình Good Morning Washington DC đến đây xin tạm ngừng. Kính mời quý vị đón xem Good Morning Washington DC vào 9 giờ 30 sáng giờ Hoa Thịnh Đốn trên hệ thống đài truyền hình sbtn kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên gia đình và người thân thanh trang xin được kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình phát hình kỳ tới